Heyo, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video đánh giá nhanh cái mỏ hàng sung với giá cực kỳ rẻ mà mình đã mua trên Shopee, để xem coi nó có tốt không nha các bạn. Ok, bắt đầu thôi. Ok, về phần thiết kế bên ngoài thì nó cũng đơn giản như thế này thôi anh em, nó không có gì đặc biệt hết. Còn về phần khối lượng thì em này khá là nhẹ, mình cầm thấy rất là đầm tay luôn, không có cảm giác bị mỏi nha. Về phần thông số thì cái con này có điện áp định mức là 220 đến 240V nha anh em. Còn công suất của nó là 100W thôi. Rồi ok, sau khi mình ghim điện vào thì mình thấy là anh em, cái đèn soi của nó kiểu như cắn vào cho có vậy á. Ở đây thì nó xài một cái bóng đèn sợi đốt nè anh em, nên cái hiệu quả chiếu sáng của nó không có tốt, nên trong tương lai mình sẽ thay bằng cái bóng LED nha. Thì với công suất là 100W, bây giờ mình sẽ thử xem nó sẽ mất hết bao nhiêu giây để nó làm chảy chì nha anh em. Như các bạn có thể thấy thì thời gian làm chảy chì của nó là từ 5 đến 6 giây nha anh em. Bây giờ mình sẽ dùng cái máy hàn này, mình hàn mấy cái linh tinh để coi nó có sử dụng tốt không nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử hàn với cái dách XT60 này nha anh em. Cái mối hàn nhìn rất là chắc chắn, mình dùng lực mình kéo ra nó vẫn không bị sức nha anh em. Như các bạn có thể thấy thì đối với những mối hàn lớn như thế này, nó cũng có thể dễ dàng làm nóng chảy nha các bạn. Rồi, ok, với mức giá chỉ phải bỏ ra là 209.000 thì anh em sẽ có được gì? Chúng ta sẽ có được một cái mỏ hàn rất là nhỏ gọn như thế này. Khối lượng thì rất là nhẹ, cầm không có bị mỏi tay nha anh em. Còn về phần nhiệt độ thì tuy nó nóng hơi chậm, không có tức thì được, mất khoảng từ 5 đến 6 giây để nó làm chảy chì. Nhưng mà sau khi nóng rồi thì cái nhiệt độ nó rất là cao luôn nha anh em. Một điểm trừ là nằm ở cái bóng đèn soi này nè anh em, nó không có sáng gì hết, nó tối om à, nên cái này lắp vào cũng như không vậy á. Thì ok, đơn giản vậy thôi. Và link mua cái mỏ hàn này mình sẽ để dưới phần mô tả, anh em nào muốn mua có thể click vào mua nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video này và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.